tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Người dân Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi chính quyền dự báo nước trên sông sẽ đạt mức trăm năm có một vào sáng ngày 22 tháng 4. Trung Quốc đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp để bảo vệ hơn 127 triệu dân trong bối cảnh các con sông, hồ chứa lớn ở tỉnh Quảng Đông có nguy cơ gây ra lũ lụt nguy hiểm. Cơ quan phòng chống lũ lụt và thiên tai tỉnh Quảng Đông vào chiều ngày 21 tháng 4 cho biết, nước lũ ở sông Bắc Giang, một nhánh phía nam của sông Châu Giang, dự kiến sẽ đạt đỉnh 37,3 m vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 4 giờ địa phương, tức cao hơn đường cảnh báo khoảng 5,8 m. Tính đến tối ngày 20 tháng 4, nước sông đã vượt mức cảnh báo tại 20 trạm giám sát dọc tuyến đường thủy này. Từ 19 tháng 4, miền Bắc và miền Tây Quảng Đông đã hứng chịu mưa bão dữ dội, phá kỷ lục về lượng mưa trong tháng 4 ở nhiều nơi. Các thành phố Thanh Viễn, Thiều Quan, Huệ Châu và thủ phủ Quảng Châu bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, phát cảnh báo lũ lụt và mưa bão trong 3 ngày liên tiếp. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều có lượng mưa từ 200 đến 350 mm kể từ đầu tháng. Tính đến 8 giờ sáng ngày 21 tháng 4, tại Thiều Quan ghi nhận 584,4 mm mưa trong tháng, cao hơn nhiều so với kỷ lục 417 mm vào tháng 4 năm ngoái. Hàng chục cảnh báo mưa đá và rông bão cũng đã được đưa ra trên toàn tỉnh, bao gồm cảnh báo màu cam cho các quận Quảng Châu, Đông Hoạn, Dương Giang và Dương Sơn ở Thanh Viễn màu cam là mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo mưa bão 4 cấp của Trung Quốc. Dự kiến, mưa lớn hơn sẽ đổ bộ khắp Quảng Đông, một trong những tỉnh đông dân nhất nước này, trong 3 ngày tới, trong đó miền Bắc Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo trung tâm, ở miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Tây và miền Nam Giang Tây, lượng mưa tích lũy trong tháng được dự báo sẽ đạt từ 150 đến 300 mm và vượt quá 400 mm ở một số khu vực. Sở Phòng chống thiên tai tỉnh kêu gọi các ngành làm hết sức mình để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Bộ Tài nguyên nước ở Bắc Kinh cũng cử 3 nhóm công tác đến Quảng Đông vào ngày 21 tháng 4. Các quan chức được yêu cầu đảm bảo có sẵn các hệ thống bao gồm giám sát và cảnh báo sớm, điều động kiểm soát lũ, phân luồng lũ, nhiệm vụ tuần tra và cứu hộ khẩn cấp. Hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ ở Thanh Viễn và Thiểu Quan. Chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Mưa lớn gây gập úng và lở đất nghiêm trọng buộc một số dịch vụ tàu hỏa phải tạm dừng và một số đường cao tốc đóng cửa. Thời tiết xấu cũng khiến hàng chục chuyến bay tại sân bay quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu bị chậm trễ. Giới chức tỉnh Quảng Đông cũng kêu gọi các ban ngành ở tất cả các địa phương và thành phố lập kế hoạch khẩn cấp nhằm ngăn chặn thiên tai và phân bổ kịp thời các quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai để đảm bảo những người bị ảnh hưởng có lương thực, quần áo, nước uống và nơi ở. Theo truyền thông ở Trung Quốc cho biết, gần 20.000 người dân đã được sơ tán ở Thành Viễn. Một số cơ sở điện ở Triệu Khánh bị hư hại khiến một số nơi bị cắt điện. Giới chức tỉnh này cảnh báo, nhiều trạm thủy văn trong tỉnh đang vượt quá mực nước giới hạn. Tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, nơi có 18 triệu dân, các hồ chứa cũng đã đạt giới hạn lũ. Dữ liệu cho thấy, 2.609 trạm thủy văn có lượng mưa ngày lớn hơn 50mm, chiếm khoảng 59% tổng số trạm quan trắc đến 8 giờ ngày 21 tháng 4 giờ địa phương, 27 trạm thủy văn ở Quảng Đông đã được đặt trong tình trạng báo động. Theo thống kê của Cục Quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, mưa dông, lốc và mưa đá tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 đã khiến hai người mất tích, hơn 5.300 ngôi nhà hư hỏng. Theo đó, hai người mất tích tại Lai Châu – Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 4, tại xã Nầm Mạ, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu, xảy ra mưa lớn kèm gió lốc xoáy đã làm lật thuyền do anh Phàng A Công, sinh năm 1994, trú tại bản Dền Thàng, xã Nầm Cha điều khiển, trên thuyền chở theo 4 người. Khi bị nạn, thuyền đang trên đường di chuyển từ lối rẽ sông Đà về bến Dền Thàng, xã Nầm Cha, thuộc vùng ngập lồng hồ thủy điện Sơn La, lốc xoáy mạnh, làm lật thuyền, 5 người rơi xuống sông anh Phạm A Công đã cứu được hai người, hai người còn lại rơi xuống sông mất tích. Ngoài ra, dòng lốc khiến 5.348 ngôi nhà đổ sập tốc mái. Tại Sơn La, 14 ngôi nhà, Lai Châu 140, Lào Cai 113, Hà Giang 1732, Tuyên Quang 182, Cao Bằng 2412, Bắc Cạn 576, Thanh Hóa là 179. Về nông nghiệp, 2.961 ha lúa hoa màu cây trồng lâu năm bị thiệt hại, Sơn La 124 ha, Lào Cai 43 ha, Hà Giang 1.540,5 ha, Tuyên Quang 296 ha, Cao Bằng 792 ha, Bắc Cạn 165,5 ha, 299,59 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hà Giang 293,45 ha, Tuyên Quang 6 ha, Cao Bằng 0,14 ha, 26 trường học, điểm trường tốc mái hư hỏng. Lai Châu 2, Hà Giang 17, Cao Bằng 4, Bắc Cạn 1, Thanh Hóa 2. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định đời sống. Ngoài ra, gió giật mạnh còn ảnh hưởng tới một số công trình hạ tầng như nhà văn hóa, trụ sở ủy ban nhân dân xã, xưởng sản xuất tinh dầu quế tại hai huyện Bảo Yên và Bắc Hà ước tổng thiệt hại của đợt mưa dông vào gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt mưa dông là do miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu vào giữa tháng 4. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho biết trận dông lốc xảy ra vào lúc nửa đêm, rạng sáng 21 tháng 4, đã khiến gần chục phương tiện trên địa bàn bị đánh đắm, rất may không gây thiệt hại về người. Cụ thể, từ khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4 đến 2 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện Cô Tô có mưa to, kèm theo dông lốc với gió cấp 5, 6, có lúc giật cấp 7, 8. Dông lốc xảy ra nhanh bất ngờ, gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân. Trong đó có 10 phương tiện, tàu, mảng bè vớt sứa bị đắm. 10 người đi trên phương tiện đã được cứu giúp vào bờ an toàn, không có ngư dân nào bị nạn mà chưa được ứng cứu. Trong đó có 8 ngư dân của huyện Cô Tô và 2 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa đi đánh bắt trên vùng biển phía nam của đảo Cô Tô. Đại diện lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, huyện đã nhanh chóng huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ điều động một tàu cứu nạn, hai xuồng và hai ô tô cùng với nhân dân nhanh chóng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định đã trở về nhà sau khi được đưa lên bờ rạng sáng 21 tháng 4. Trận mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn song sức gió rất mạnh, đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hư hại nhiều cây xanh lớn trên các tuyến phố trung tâm nhiều tàu thuyền của ngư dân bị trôi dạt, nhiều cây xanh ven đường, biển quảng cáo bị đổ, hỏng, một số nhà có các quán lập bằng tôn bị tóc mái. Hiện chưa thống kê được tổng thiệt hại bằng tiền đối với tài sản. Đến nay, công tác thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục khẩn trương triển khai, tình hình trên biển ổn định, giao thông thông suốt. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chủ động kịp thời khắc phục các thiệt hại do dông lốc gây nên tại cơ quan đơn vị địa bàn được phụ trách khẩn trương tìm kiếm tài sản phương tiện tàu thuyền mũng mãng trên địa bàn bị chìm đắm trôi giạt phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan huy động lực lượng tại chỗ và người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đường phố nâng chống các cây xanh bị đổ tháo dỡ các biển quảng cáo biển hiệu đèn trang trí bị đổ gãy rách huy động toàn lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân bị hư hỏng do dông lốc Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội báo cáo kết quả giải quyết sự việc liên quan đến ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, người địa phương được giới thiệu vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa giúp người dân Nam Bộ thoát hạn hán. Theo báo cáo, khi nhận được thông tin phản ánh từ dư luận, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành nhận thấy sự việc nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến an ninh tôn giáo, mất trật tự xã hội. Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng công an xã lập tổ công tác mời ông Hoàng đến trụ sở để làm rõ những nội dung liên quan. Tại Ủy ban Nhân dân xã, ông Hoàng trình bày, nhiều năm trước đây, ông tự nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt, có thể cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cầu xin cho giảm thiên tai cho nông nghiệp. Ông cho biết đã cầu nguyện xin giảm thiên tai, mưa gió thành công cho xã Mỹ Thành trong năm 2022-2023. Sau đó, ông tự tổng hợp lại thành báo cáo giảm lúa đổ ngã do gió bằng cách cầu nguyện xin để gửi cho một số tổ chức cá nhân trong đó có công văn do tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký giới thiệu ông Lê Minh Hoàng đến tri cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng thừa nhận với công an, số liệu ông dẫn chứng trong báo cáo trên chưa có bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền nào kiểm chứng xác thực. Ông cũng đã gửi đơn đến các cơ quan tổ chức để xin rút lại báo cáo. Về ông Đinh Quang Hải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành, người ký văn bản báo cáo trên của ông Lê Minh Hoàng cũng nhận sơ suất cá nhân không có vụ lợi. Ông Hải đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Báo cáo nêu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành sẽ tổ chức kiểm điểm làm rõ mức độ vi phạm của Hải để báo cáo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức. Trước đó, trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng, các chuyên gia đều khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Ngọn núi lửa Roang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia phun trào nhiều đợt dữ dội những ngày qua, ảnh hưởng đến cả ngành du lịch của tỉnh này. Một sân bay quốc tế tiếp tục phải đóng cửa để tránh cho bụi từ núi lửa núi lửa Ruang tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động mức cao nhất sau khi liên tiếp phun trào, tạo ra các cột cho bụi nóng có lúc cao hơn 3.000m từ hôm 16 tháng 4 đến nay. Hôm 19 tháng 4, một quan chức địa phương cho biết hơn 6.000 cư dân trên đảo Tagu Lan Giang lần cận, nơi sinh sống của khoảng 20.000 người đã được sơ tán ra ngoài khu vực cấm. Trước đó, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia có tên viết tắt là BNPB đã ra lệnh cho hơn 11.000 cư dân sống quanh núi Loang sơ tán khỏi nhà sau khi cường độ phun trào của núi lửa này gia tăng. Hải quân Indonesia đã điều động tàu sơ tán được hơn 500 người đến thành phố Bitung, phía đông bắc đảo Sulawesi, cách thủ phủ Manado của tỉnh khoảng 50 km. Hàng nghìn người khác tự sơ tán bằng thuyền phà, đi bộ hoặc sử dụng ô tô, xe máy. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, hay còn gọi là Basamat, đã tăng cường lực lượng để tiếp tục nỗ lực sơ tán, cứu trợ hàng ngàn người dân chịu ảnh hưởng từ núi lửa phun trào. Ngày 21 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, đánh giá việc núi lửa Roang tỉnh giấc đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi ở Bắc Sulawesi bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến lượng du khách tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh này, gồm đảo Bunaken, và vùng biển đảo Likupang, một trong năm điểm đến du lịch siêu ưu tiên của Indonesia. Ít nhất, hai sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra ở Bắc Sulawesi cũng đã bị hoãn. Điều này chắc chắn làm giảm tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn và ảnh hưởng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa địa phương. Theo Bộ trưởng Sandiaga Uno, chính phủ Indonesia cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực khôi phục, tăng cường quảng bá thúc đẩy trở lại ngành du lịch tỉnh Bắc Sulawesi sau các vụ phun trào núi lửa. Do cho bụi núi lửa Roang bao trùm phần lớn không phận tỉnh Bắc Sulawesi, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Sam Ratulang ở Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi đã bị hủy bỏ những ngày qua. Hơn 10.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn hàng không, cơ quan điều hành sân bay quốc tế Sam Ratulang quyết định tiếp tục đóng cửa sân bay này ít nhất đến hết ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn tại núi lửa Roang có thể tiếp diễn trong những ngày tới cao 725m so với mực nước biển. Núi Lửa Roang là một trong những núi lửa hoạt động mạnh ở Indonesia, nằm cách thủ phủ Manado của tỉnh Bắc Sulawesi khoảng 100km. Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Núi Lửa và Điện chất Indonesia hay còn gọi là PVMBG ghi nhận khoảng 1.439 trận động đất núi lửa sâu, 569 trận động đất núi lửa nông và 6 trận động đất kiến tạo cục bộ ở núi lửa Roang. Cùng với núi lửa Roang, cơ quan địa chất Indonesia cũng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngọn núi lửa Agu, Karangetang gần đó. Theo các chuyên gia, cho bụi núi lửa lan rộng đe dọa an toàn hàng không vì có thể xâm nhập vào cabin và động cơ máy bay, cản trở hệ thống giám sát tốc độ bay và các hệ thống điện tử, định vị, làm đường băng trơn trượt gây nguy hiểm cho quá trình cất cánh hoặc hạ cánh nằm trên vành đai lửa thái bình dương indonesia thường xuyên hứng chịu các vụ động đất và núi lửa phun trào indonesia cũng là một trong những quốc gia có số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất trên thế giới